Lá thư xuân. Trích báo giác ngộ số 41, ngày 11 tháng 1 năm 1997. Nhìn qua diễn biến trong năm Bính Tý 1996, có thể nói đất nước trải qua nhiều biến chuyển lớn trên mọi lĩnh vực. Mặc dù tình hình xã hội còn gặp nhiều khó khăn, nhưng điều đáng mừng là trong suốt năm qua, giới Phật giáo đã khéo léo vận dụng sự sáng suốt và sức định tĩnh để điều hành các hoạt động tiến triển ở nhiều mặt. Từ đó, vừa phát huy con đường truyền bá đạo Pháp phổ cập lợi lạc cho tăng ni Phật tử, đồng thời vừa đóng góp tiền của công sức mang đến những lợi ích thiết thực trong việc xây dựng đất nước phát triển, giúp cho an sinh xã hội tốt đẹp. Thật vậy, trong năm vừa qua, trên bước đường hoằng truyền chánh Pháp, đối mặt với chông gai khó khăn đã là chất liệu rèn luyện cho tâm trí những nhà truyền giáo vững vàng hơn, có được kinh nghiệm ứng xử đúng đắn trong nhiều tình huống không thuận lợi. Nhờ trang bị định lực kiên trì như vậy, nên tăng ni Phật tử đã củng cố được hàng ngũ giáo hội, tất cả cùng hòa hợp, tập trung tâm sức, trí tuệ cho sự nghiệp Phật giáo Việt Nam trường tồn thăng hoa. Đặc biệt hơn nữa, từ nền tảng của những thành quả lớn lao ấy, giáo hội đã phát triển hoạt động lớn mạnh thêm qua sự giáo dưỡng truyền trì mạng mạch Phật giáo cho thế hệ tương lai. Với tinh thần ung đúc, truyền trao của các bậc tôn đức, vườn hoa trí tuệ của đàn hậu duệ đã khai nở sung mãn. Sự hiện hữu của 250 tăng ni sinh tốt nghiệp cao cấp Phật học và 150 tăng ni tân giảng sư do Ban Hoằng Pháp đào tạo mở ra trước mắt chúng ta con đường sáng lạng của Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra, thành tích đáng kể khác trên lĩnh vực phát huy văn hóa Phật giáo, truyền bá chánh Pháp, mang đến không khí trong lành cho tăng ni Phật tử, không thể không đề cập đến sự thành công của báo Giác Ngộ. Từ hình thức bán nguyệt sang, báo Giác Ngộ đã chuyển sang tuần báo gần một năm và được sự ủng hộ nồng nhiệt của độc giả. Chúng tôi kỳ vọng rằng với thành quả tốt đẹp đã dựng xây được cùng với sự hợp tác trợ lực nhiều hơn nữa của quý vị sẽ làm nền tảng cho tiếng nói Giác Ngộ truyền thông đến tận vùng sâu, vùng xa, ngõ hầu cống hiến cho độc giả tinh hoa của Phật giáo, mang lại sự an bình trong cuộc sống của tăng ni Phật tử. Chúng tôi chân thành cảm niệm công đức của chư tôn thiền đức, quý vị ân nhân, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, quý thân hữu, cộng tác viên, phát hành viên, độc giả bốn phương đã hết lòng hỗ trợ cho báo Giác Ngộ phát triển trong 21 năm qua. Trước thềm năm mới xuân Đinh Sửu, kính chúc quý liệt vị thân tâm thường an lạc trong ánh hào quang của Đức Từ Tôn Di Lặc.